À, thì hôm nay cô sẽ chia sẻ về cái tuổi Nhâm Tý 1972, về cái sao hạn của bạn trong cái năm 2023. Thì mình biết là năm 2023 là năm Quý Mão, nghĩa là năm cái con mèo, mà mình là con chuột, mà biết rằng mèo với chuột nó không bao giờ nó có cái sự mà yên ổn đối với nhau. Thì thường thường đó, chuột nó cũng lý lắc, nó đi phá phách cái con mèo, và con mèo thường xuyên á đi rình rình mò để mà bắt bắt con chuột. Hai con nước tị hiềm với nhau. Thì con mèo nó to lớn, nó tinh khôn, nó lanh lẹ, thì con chuột nó cũng linh hoạt, nó cũng nhanh nhẹn, nhưng mà về cái hình dáng á thì là con mèo nó to hơn và con chuột bé hơn. Và thường thường á là trong cái cuộc rượt bắt thì đa phần là chuột nhà ta bị thua cái con mèo, cho nên thấy như vậy là các bạn biết được là cái năm của mình là cái năm 2023 mình có những cái dấu hiệu nó không tốt trong cái cuộc sống của mình nha. Thì năm 2005 canh năm Quý Mão á thì bạn đã được 52 tuổi rồi. Bây giờ mình xét cái vòng ngoài thử coi nè. Thì 52 tuổi là không phạm kim lâu, nhưng mà mình gặp thạng thái tuế, kia là thân thái tuế. Nữ thì có cái sao là thái dương và địa dẫm. Thì bài này cô chia sẻ cho các bạn nữ nha. Và hạ vận niên của mình trong cái năm là cẩu cuồng phong. Bây giờ ta phân tích từng cái dòng trước. Thì bây giờ nói về quý, thiên can quý nó thuộc về hành thủy, mà mình nó là thuộc về nhâm, nó cũng thuộc về hành thủy, cho nên nó cái sự không có cái sự xung khắc, có sự cái bình hòa. Công việc làm ăn của mình, tiền bạc của mình nó có vẻ nó bình ổn, tiền bạc không tiến mà cũng không lùi, nó ở cái mức độ bình ổn. Nhưng mà cái năm Mão mà mình tuổi Tý thì nó có phần lục hại, nó không tốt cho mình. Cái mệnh của năm là mình hành kim, mà mình nó là hành mộc, cho nên nó không có được tốt đẹp về sức khỏe, cũng như cái chuyện mà bên ngoài của mình nó không được thuận lợi mấy. Những bạn nữ trong cái năm Quý Mão thì các bạn coi chừng về cái sức khỏe của mình, các bạn nên chú ý về cái phần mà đi đứng nằm ngồi của mình nha. Thì cứ nói về cái tuổi Tý thì ta có thể nói như thế này nè. Nhâm Tý có nghĩa là nhâm nó thuộc về hành thủy, mà Tý nó cũng là hành thủy, thủy thủy, cho nên nó bình ổn. Nhưng mà nó cũng vẻ làm ăn cho mình, mình tài vận mình nó không mấy nó thăng trầm lắm. Thiên can nhâm á thuộc về hành thủy thì nó là sóng to biển lớn, nghĩa là những cái người nam á khi mà nói về cái tuổi nhâm á có cái thiên can nhâm thì dễ làm ăn hơn, đường công danh về cái đường tài lộc của mình nó được nhiều cái nó tốt đẹp, nó thuận lợi. Còn nữ á thì là tình duyên của mình nó có bấp bênh, nó không cái thuận lợi. Nam nữ gì trong cái tuổi Nhâm Tý này cũng tính tình có vẻ nó yếu ớt, nó không có cái kiên định cho mình, nó dễ bị cái người khác, người ta sai khiến, người ta xoay chuyển mình. Mình thường thường mình bị động trong cái vấn đề xã giao, bên cái ngoài giao tiếp mình thường thường là mình bị thua thiệt hơn người ta. Con người mình đó thì có cái trí óc thông minh, là lanh lẹ, hoạt bát, mình giao tế tốt. Có những cái khó khăn ở trong cái cuộc sống của mình thì mình cũng dễ dàng mình vượt qua. Tại sao cô nói là các bạn dễ bị xoay chuyển bởi người khác? Tại vì mình có khiếm một cái mạng mình là mạng mộc, mà là cái tam đố mộc, nghĩa là mộc của cái cây dâu tằm, cho nên mình nó có yếu đuối. Còn Nhâm Tý thì tuổi mình nó vất vả, thủy thủy thì làm ăn được, nhưng mà từ cái chuyện đó cho nên mình vất vả.
Nhưng mà mình lại giỏi quyền biến, mình lại giỏi gian trong cái cuộc sống của mình. Giỏi gian trong cuộc sống, dù cho dù các bạn có khó khăn thì các bạn cũng xoay chuyển được cái tình thế của mình để mà mình tạo dựng được cái cuộc sống cho mình. Bây giờ nói về cái sao hạn của bạn thì là bà cô nói rồi, bạn nữ thì chúng ta gặp cái sao Thái Dương. Thì sao Thái Dương á là một cái sao tốt. Trong cổ diệu, trong cái cổ diệu tinh á thì sao Thái Dương á cũng giống như là cái ánh sáng mặt trời. Mà khi mà chúng ta là một cái sao nó thuộc về hành quả, mà khi mà gặp được cái sao Thái Dương á thì cái con người mình nó gặp được nhiều may mắn trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình. Mình làm ăn á, nếu mà mình đang tuổi học sinh mà các bạn đi học đi hành á thì phải nói là cái đó là cái vận may của các bạn. Mình học giỏi nè, mình sáng láng, mà cái năm đó nếu mà mình thi cử thì mình dễ thi đậu. Còn nếu mà khi đã lớn tuổi hơn, chúng ta đi ra quan trường, chúng ta làm ăn thì chúng ta có nhiều cái cơ hội để mà chúng ta thăng quan tiến chức, tài lộc của chúng ta cũng dồi dào. Vì bạn nữ khi mà gặp cái Thái Dương á thì gia đạo của mình sẽ được cái sự hạnh phúc. Gia đạo mình hạnh phúc này, gia đình mình nó yên vui, rồi về sức khỏe mình nó cũng có cái phần được tốt đẹp, cũng được được tốt. Rồi Thái Dương á là bạn biết là nó là một cái con sao quả, cho nên á, trong cái năm mà mình có con sao Thái Dương đến nó chiếu soi cho mình thì mình nên mặc những cái bộ trang phục, mình chọn cái màu sắc thích hợp cho mình là màu đỏ nè, màu hồng, màu tím. Kết hợp bạn cũng có thể chọn cái màu xanh lục, thì tại vì nó là tượng trưng có cái màu mộc của mình, quả với mộc là cái sự tốt đẹp cho mình. Còn mình không nên chọn những cái sắc màu nó thuộc về thủy như là màu xanh nè, màu đen, màu lam, và mình cũng không nên chọn cái màu nâu, màu vàng, tại vì nó tượng trưng cho cái hành thổ. Bây giờ chúng ta biết là sao tốt Thái Dương đem lại cho chúng ta nhiều cái điều tốt đẹp, thuận lợi như vậy. Thì chúng ta muốn giữ cho mình được cái sự tốt đẹp đó lâu dài thì mình nên làm ăn ngay thẳng. Mình không có nên mua gian bán lận. Mình thường xuyên mình làm cái việc thiện nè. Mình làm từ cái chuyện mà xuất phát từ cái tấm lòng của mình. Mình không có cầu hỏi là bây giờ mình bỏ ra bao nhiêu rồi mình sẽ thu lại bao nhiêu. Nghĩa mà là mình cứ hết sức, hết mình làm chuyện tốt đẹp thì nó sẽ tốt đẹp thuận thảo cho mình thôi. Còn nói về cái hạn của bạn á, là cái hạn địa dẫm. Hạn địa dũng đó là một cái hạn xấu, nó không đem nhiều cái tốt đẹp gì cho mình. Thì bạn chú ý cho cái hạn địa dũng thì mình gặp những cái vấn đề như thế này. Hạn địa dũng là mình dễ gặp những cái chuyện thị phi ở bên ngoài. Địa dũng dễ gặp những cái chuyện khẩu thiệt ở bên ngoài. Nó dễ xảy ra cho chúng ta nhiều cái tai nạn. Nếu chúng ta đi xa thì chúng ta hãy cẩn thận khi mà chúng ta đi xa. Cần thiết lắm thì mới đi, còn chúng ta nên tránh đi khi mà chúng ta có cái hạn này. Chúng ta về cái chuyện thị phi bên ngoài á, những cái chuyện mà không lành đến cho mình là mình cũng tránh nên mua hàng gian, hàng lận nè. Mình không cho người ta ngủ nhờ. Mình chẳng biết ai là ai, chẳng biết đâu là người ngay, đâu có là cái người gian. Thành ra mình cho người ta ngủ nhờ ở nhà mình thì có khi nhớ những cái chuyện mà về cái sự mất mát về tiền bạc, mất mát về tài sản của mình, hoặc có những cái chuyện xui rủi từ đâu đem đến cho mình thì nó không tốt. Tại vì địa dẫm, người ta nói là thiên la địa dẫm mà, nó cái chuyện bất ngờ nó đem đến những cái chuyện xấu cho mình thì mình phải biết để mà mình tránh.
thì bạn đã có cái sao tốt là cái sao Thái Dương rồi. Mình gặp cái hạn địa võng thì mình biết, thì mình để ngăn trừ thôi. Còn bây giờ mình nói về cái niên hạn của niên vận của mình trong năm, đó là cái vận cẩu cuồng phong. Cẩu cuồng phong nghĩa là có cái con chó nó trúng phong, nghĩa là chúng ta biết là chúng ta sẽ gặp những cái tai nạn nó bất thình lình, nó đem đến cho mình chuyện mà mình không mong muốn mà nó lại đến. Thì vì vậy chúng ta biết là kết hợp nhớ cái giận với cái hạn của mình, với cái sao của mình, thì khuyên các bạn chúng ta tiếp tục chúng ta gìn giữ cái sự tốt đẹp cho cái bản thân mình, tốt đẹp về cái tinh thần, thì như vậy là cái tâm mình nó sẽ an, ơn trên sẽ phù hộ độ trì cho mình vượt qua được những cái xấu nha bạn. Chị bài chia sẻ về cái tuổi Nhâm Tý nữ trong cái năm 2023 đến đây là hết. Cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn và gia đình được vui vẻ, mạnh khỏe.